hết 18.000 tỷ lại đến 18 tỷ là nhan đề bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Thách thức đầu tiên sau khi dự án sân bay Long Thành được thông qua và triển khai, té ra lại là tiền đâu. 18.000 tỷ còn không có, tìm đâu ra 18 tỷ đô. Kinh phí giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành ban đầu dự kiến là 18.000 tỷ đồng, nhưng đến giờ con số tiền đã lên tới 23.000 tỷ. So với nhu cầu vốn đặt ra, ngân sách mới đáp ứng được 5.000 tỷ, tức là mới được trên 25%, số còn thiếu lên đến 18.000 tỷ đồng, mà đó thực ra cũng mới chỉ là con số dự đoán sơ khởi. Bây giờ mới là nỗi chéo ngoe của một nền kinh tế đã quá quen in tiền để bù đắp lạm phát, nhưng cũng đồng thời thúc đẩy lạm phát. Tiền bạc ngân khố đã trở nên khan hiếm đến mức sẽ là điên loạn nếu cứ trơ mặt phô trương dự toán làm sân bay Long Thành lên đến 18 tỷ đô mà Bộ Ngoại giao Vận tải vẽ ra thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để kịp trình cho Quốc hội gật sớm. Nhưng lại cần cân nhắc lại câu chuyện Bộ trưởng Giao thông Vận tải thời đó là Đinh La Thăng đã từng tuyên bố sân bay Long Thành là món nợ với nhân dân. Tính toán sai thời điểm vay ODA, chẳng hiểu nhân dân đã làm gì nên tội để bị nhóm lợi ích ODA bắt gánh nợ công đến vài ba ngàn đô la mỗi đầu người và còn âm mưu chất đống cao hơn. Chỉ biết rằng không bao lâu sau một tuyên bố khác vì dân và hành động, ông Thăng đã bị phế truất khỏi chức Ủy viên Bộ Chính trị và cương vị Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2017. 2017 cũng là thời gian mà dự án sân bay Long Thành bắt đầu được triển khai, thậm chí còn bị xem là triển khai quá chậm. Nguyên nhân chính yếu lại là thuộc về tài chính. Trước đây, trong mọi tính toán khôn lanh và khá chót lọt của mình, nhóm lợi ích ODA đã lobby được các bộ ngành, lãnh đạo chính phủ và gần hết trong số 500 mái đầu gục quặc nghị sĩ. Nhưng có lẽ vẫn còn một ly sai lệch mà đã tới thảm cảnh sai lầm chiến lược về tài chính như ngày hôm nay. Có thể đó chính là sai lệch trong tính toán về bối cảnh và thời điểm đi vay. Theo truyền thống, các dự án khủng như sân bay Long Thành, cao tốc, đường bộ Bắc Nam, điện hạt nhân Ninh Thuận đều phải đi vay quốc tế tới 80% tổng dự toán. Trong dĩ vãng đã có nhiều dự án vay ODA đầu xuôi đuôi lọt, vẽ được và vay được, làm giàu khủng khiếp cho các nhóm lợi ích. Để từ đó những nhân vật này cứ tưởng sẽ mãi nhân điển lên tiên tiến. Thời điểm chốt con số cuối cùng cho dự án sân bay Long Thành là vào cuối năm 2015, tức cuối đời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và lúc đó những nguồn vốn ODA gối đầu từ năm trước và cả năm trước nữa vẫn còn. Do vậy, nhóm lợi ích ODA không thể tránh khỏi ảo tưởng tình hình vẫn tiếp tục triển vọng vào những năm sau đó. Nhưng đến tháng 12 năm 2015, trưởng đại diện Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam là bà Victoria Kwakwa bất ngờ thông báo với chính phủ Việt Nam là kể từ tháng 7 năm 2017, Việt Nam sẽ không còn được vay vốn ưu đãi nữa. Quả thật, sau đó đã dồn dập tin tức về không chỉ Ngân hàng Thế giới mà cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á đều khẳng định từ tháng 7 năm 2017, Việt Nam sẽ phải vay vốn ODA của quốc tế với mặt bằng lãi suất tăng gấp 3 lần trong lúc thời gian ân hạn giảm đi một nửa. Cánh cửa ODA dành cho các dự án khủng bỗng dưng sập lại. Một trong những nạn nhân đầu tiên là dự án điện hạt nhân Ninh Thuận với số vẽ lên tới 20 tỷ đô la. Rốt cuộc đã bị chính phủ của tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dũng cảm tuyên bố ngừng thực hiện. Dự án sân bay Long Thành dĩ nhiên cũng không thoát khỏi số kiếp hẩm hiu. Ngân sách vô vọng, kênh ODA đã cắm cảnh như thế, còn ngân sách thì như thế nào? Ngân sách bầu sữa ngọt ngào thường nuôi dưỡng các nhóm lợi ích vào thời ăn của dân không chừa thứ gì và phá chưa từng có, đang có dấu hiệu trở về cảnh trạng hoang tàn như thời giá lương tiền những năm 1985-1986. Trong cảnh trạng tàn phá đến thế, nhưng bộ chi ngân sách năm 2015 và năm 2016 vẫn không hề giảm, thậm chí còn có chiều hướng tăng. Nếu năm 2013 được xem là đỉnh của bộ chi ngân sách với 6,6% GDP, thì những năm gần đây tỷ lệ bộ chi cũng chòm chòm 6% GDP. Nếu đầu năm 2017, người thay Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Xuân Phúc bất chợt phải bật lên cảnh báo về sụp đổ tài khóa quốc gia, thì đến giữa năm 2017, thậm chí Quốc hội còn phải đạp lên đầu dân mà bàn đến chuyện tăng thuế xăng dầu, bắt dân đóng thuế bán hàng qua mạng, thậm chí còn tìm cách thu thuế bằng cách bán số đẹp. Vậy thì lấy tiền đâu để chám vào cái lỗ trống toác đến 18.000 tỷ dùng cho giải phóng mặt bằng ở dự án sân bay Long Thành? Mà 18.000 tỷ đồng còn tìm không ra thì lấy đâu ra 18 tỷ đô la,
nhiều gấp 20 lần để xây dựng một trong những sân bay hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Nếu không có tiền, tương lai của sân bay Long Thành vẫn chỉ là bản vẽ. Có chăng, năm thì 10 họa mới có một đợt xôn xao của giới cò đất để đánh lên bất động sản quanh khu vực dự án sân bay này để lượm bạc cắt. Kỳ họp Quốc hội tháng 5, tháng 6 năm 2017 rốt cuộc đã chẳng thể tìm ra phương cách nào để kiếm ra 18.000 tỷ đồng còn thiếu, bất chấp dấu hiệu rất đáng nghi ngờ của một cuộc vận động nội bộ để rút tỉa tiền ngân sách chám vào cái lỗ trống hoác kinh phí giải phóng mặt bằng kia. Ngân sách thời hết tiền, sân bay Long Thành càng chậm triển khai chừng nào, kẻ lắm thất vọng sẽ không chỉ là nhóm lợi ích ODA mà cả nhóm lợi ích quân đội. Ông Lịch và ông Trọng đâu mất rồi? Đã từ mấy năm qua, một bàn tay bí ẩn và ma quái đã tung ra chiến dịch dìm hàng sân bay Tân Sơn Nhất, một trong 10 sân bay tệ nhất thế giới. Sự cố mất điện đe dọa an toàn hàng không, quá tải trầm trọng là những lý do được một số tờ báo, trong mối quan hệ không khác gì đi đêm với nhóm lợi ích quân đội, dồn dập tung hê trên mặt truyền thông để luôn đi đến giải pháp cuối cùng là phải chuyển Tân Sơn Nhất về Long Thành. Nhưng ở đời tham quá hóa thâm, không phải cái gì muốn đều được. Sau nhiều phản đối dữ dội trên mạng xã hội với sân golf Tân Sơn Nhất, không biết vô tình hay hữu ý, kỳ họp Quốc hội giữa năm 2017 đã dậy lên con sóng đòi thu hồi sân golf này, có diện tích đến 157 ha do tập đoàn Him Lam và vài doanh nghiệp mang danh Bộ Quốc phòng chiếm dụng của sân bay Tân Sơn Nhất từ hàng chục năm qua, nhất là trong khung cảnh không chỉ nội vi sân bay, các ngã đường dẫn vào sân bay đã trở nên kẹt cứng đến mức chỉ biết bay mới thoát. Kể từ thời Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh với quá nhiều ân huệ dưới gầm bàn, chưa bao giờ nhóm lợi ích quân đội phải đối mặt với sức ép công luận sôi sục như hiện nay. Phản ứng từ nhiều tầng lớp xã hội đang kéo theo phản bác của chính giới quân nhân và cựu quân nhân. Quân ủy Trung ương cần có ý kiến là một yêu cầu của Trung tá Lê Trống Sành, nguyên Cục Phó Cục Tác chiến Quân chủng Phòng không Không quân. Quân ủy Trung ương ở đây không ai khác là Bí thư Quân ủy Nguyễn Phú Trọng và Phó Bí thư Quân ủy kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, những nhân vật chưa bao giờ dám lộ diện để hồi âm trước đòi hỏi trả sân golf về sân bay của công luận. Chỉ cần sức ép công luận được duy trì đủ mạnh trong một thời gian nữa, trong khi sân bay Long Thành vẫn vô vọng nguồn kinh phí giải tỏa và triển khai, không chừng cả hai ông Ngô Xuân Lịch và Nguyễn Phú Trọng sẽ phải ra mặt để xóa đi cái bất công khủng khiếp ấy. Thưa quý vị, thu hồi sân golf cho sân bay Tân Sơn Nhất khắc phục tình trạng ùn tắc và quá tải từ bấy lâu nay là tiêu đề của thư ngỏ do 3 nhóm hội đoàn dân sự và hơn 40 cá nhân ký gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 11 tháng 6 vừa qua. Bức thư kêu gọi người dân Việt Nam trong và ngoài nước ủng hộ cùng ký tên cho mục tiêu thu hồi 157 ha sân golf lại cho sân bay Tân Sơn Nhất đang bị quá tải. Những hội đoàn và cá nhân ký tên nêu ra 4 nội dung trong thư ngỏ. Thứ nhất, phản đối phát biểu của ông Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa khi phát biểu tại Quốc hội phủ nhận yêu cầu thu hồi đất sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, khắc phục tình trạng ùn tắc và quá tải từ bấy lâu nay. Phát biểu của ông Trương Quang Nghĩa hiện là Bộ trưởng Giao thông Vận tải của chính quyền Hà Nội bị cho là ngụy biện, phản khoa học và vô trách nhiệm tại diễn đàn Quốc hội. Thứ hai, những hội đoàn và cá nhân ký tên bày tỏ phẫn nộ đối với những nhóm lợi ích và một số thế lực trong quân đội, chiếm đoạt phần đất sân bay, vùng đất không gian quan yếu bậc nhất cho việc giao thông quốc nội và quốc tế, vô cùng cần thiết cho việc phát triển đất nước. Điểm thứ ba là đề nghị nhanh chóng tổ chức hội thảo, có sự tham dự của chuyên gia Việt Nam và quốc tế tham dự để thẩm định khách quan và khoa học các vấn đề được đặt ra. Điểm cuối cùng trong thư ngõ là thu hồi đất sân golf đang cho quân đội quản lý, giao lại cho phi trường Tân Sơn Nhất. Một trong những người ký tên, ông Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh Triết Việt từ Hà Nội cho biết. Cái này thì nó có hiệu quả rồi. Phúc phải đình chỉ cho nghiên cứu, phải lắng nghe ý kiến. Như thế tức là chính phủ ít ra là họ cũng biết dư luận không đồng tình với cái cách làm của quân đội, họ phải dừng lại, chưa nói đến cái thu hồi, nhưng mà phải nghiên cứu, họ sẽ lắng nghe được bao nhiêu, cũng phải tùy theo cái áp lực của xã hội xem. Thì cái tối đa là mình yêu cầu thu hồi cái sân golf,
nhà cửa nào mà sử dụng được làm cơ sở cho sân bay thì sử dụng, còn lại thì làm đường băng. Và tất nhiên là phải có cái đền bù. Tôi cho rằng là nếu mà anh trừ bỏ cái độc quyền và cái tham lam thì mọi việc đều có thể giải quyết được tử tế. Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Đại gia Minh Hiềm Lâm. Bài viết do người buôn gió biên soạn, Quang Trường trình bày. Kính thưa quý vị, con đường làm giàu của Dương Công Minh có nhiều bí ẩn đến kỳ lạ. Một trong những thương vụ để đời của Dương Công Minh cách đây vài năm là mua trọn tổng công ty bưu chính bằng việc phát hành trái phiếu. Và việc này đáng lý phải qua đấu giá, nhưng không hiểu vì sao ngân hàng Liên Việt của Dương Công Minh mua một cách trực tiếp 1.000 đơn vị giao dịch với giá 200 tỷ đồng Việt Nam. Không biết thế lực nào đứng đằng sau vụ mua bán này và tạo điều kiện cho Liên Việt mua được tài sản nhà nước với giá quá rẻ mạt như vậy. Tại thời điểm ấy, thì các chuyên gia tài chính đánh giá giá trị thực của Tổng Công ty Bưu Chính thấp nhất phải là 1.000 tỷ đồng. Tổng Công ty Bưu Chính có mạng lưới hạ tầng cơ sở ở cả nước và những điểm giao dịch của Tổng Công ty này là ước mơ của bao nhiêu ngân hàng. Gần 1.000 tỷ của nhà nước chui vào túi Liên Việt ngon ơ, không ai dám thắc mắc. Một thương vụ nữa của Minh Hiềm Lâm gây nhức nhối và thách đố dư luận là khi chiếm 157 hectare đất ở phi trường Tân Sơn Nhất làm sân góp từ năm 2007 dưới sự tiếp tay của các tướng lĩnh trong Bộ Quốc phòng là Bộ trưởng Phạm Văn Trà, người cùng quê Quế Võ, Bắc Ninh với lại Dương Công Minh. Và giờ người đồng hương Quế Võ, Bắc Ninh là Bộ trưởng Quốc phòng này, thì Dương Văn Minh mới có được những phần đất béo bở từ Quốc phòng và những mối quan hệ che chở của quân đội trong con đường tiến thân của mình từ đó đến nay. Và tất cả những gì thiên hạ tưởng là kỳ bí vây quanh sự thành công của Dương Công Minh chỉ từ mối quan hệ mật thiết với quân đội mà ra. Gần đây, khi mà dư luận lên tiếng về hàng trăm hecta đất phí phạm ở phi trường Tân Sơn Nhất năm 2015, thì Dương Công Minh cấp tốc cho xây la liệt biệt thự, nhà cửa để chiếm đất không hoàn trả. Mục đích của Dương Công Minh và nhóm lợi ích trong quân đội là đẩy phi trường Tân Sơn Nhất vào tình trạng tồi tệ, khiến cho sân bay này không sử dụng được và phải xây phi trường khác như là ở Long Thành. Chỗ đất mà Minh chiếm được ở phi trường Tân Sơn Nhất sẽ thành khu đất vàng để xây lên những tòa cao tầng, khu đô thị, biệt thự phân lô hốt bạc. Chỉ cần nêu qua hai thương vụ mua tổng công ty bưu chính và khu đất ở sân bay Tân Sơn Nhất đã thấy Dương Công Minh bàn tay che cả bầu trời và hốt vào hàng ngàn tỷ đồng Việt Nam dễ dàng như là trở bàn tay. Và kể từ khi gây ra vụ gian dối mua công ty bưu chính viễn thông, ngân hàng của mình hầu như là nằm qua sự kiểm tra của Bộ Tài chính, ngân hàng nhà nước. Suốt cả thời gian dài gần một thập kỷ, ngân hàng của Dương Công Minh không hề bị thanh tra kiểm tra. Mới đây, vào năm 2016, thì báo cáo về các ngân hàng gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng không đề cập đến ngân hàng của Minh Hiềm Lâm. Và thưa quý vị, ngân hàng Liên Việt Postbank do Minh làm chủ, trong 3 năm, Minh thay đến 5 tổng giám đốc ngân hàng và tất cả những chồng chéo vi phạm tài chính do Minh chỉ đạo mà tổng giám đốc nào sợ hãi trách nhiệm pháp luật đều bị Minh đuổi thẳng thừng. Minh tuyên bố với lại họ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Chính trị, Thủ tướng, quân đội đều nằm trong tay của Minh cả, cho nên không việc gì phải lo sợ ai. Và những kẻ nào sợ thì không xứng đáng để làm tổng giám đốc của Liên Việt Postbank. Đệ tử thân tình của Dương Công Minh ở Liên Việt là Nguyễn Đức Hưởng, là phó chủ tịch, một người mang quốc tịch Úc. Hiện nay do Sacombank của Trầm B bỏ lại do nhà nước định giá thấp những tài sản mà B thế chấp. Đây đang là miếng mồi béo bở trong tầm ngắm của Đặng Văn Thành, kèo ruột của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, vì Thành có những phát ngôn gây xôn xao dư luận khi mà mua Sacombank, khiến cho Phúc ngại ngần không dám để Thành đứng ra mua. Và Đặng Văn Thành đang tính liên kết với lại Dương Công Minh cho Nguyễn Đức Hưởng đứng ra mua Sacombank rồi chia chác với nhau. Và Dương Công Minh, Nguyễn Đức Hưởng là những kẻ đi đầu trong chiêu trò tuyển một đội ngũ gái đẹp vào ngân hàng làm tiếp khách, dùng số gái này phục vụ cho các quan chức trong đảng. Và từ mối quan hệ đồng hương với cựu Bộ trưởng Phạm Văn Trà cho đến tiền và gái mua chuộc các lãnh đạo đảng, thì các ông trùm như là Dương Công Minh, Nguyễn Đức Hưởng khống chế được tất cả những vị trí lãnh đạo
cơ quan quyền lực thành những kẻ phục vụ cho lợi ích của mình. Và chính vì thế lực mạnh như vậy cho nên Minh luôn có những nguồn tiền lãi suất ưu đãi và những hợp đồng mua bán rẻ mạt tài nguyên của quốc gia. Minh thành con cá mập sẵn sàng nuốt tất cả các đối thủ, khiến ai cũng phải e dè nể sợ. Đại gia Dương Công Minh là hiện thân cho sự thành công của một doanh nhân. Nhưng sự thành công đó cũng hiện thân tiêu biểu cho một sự thối nát trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội, nơi chỉ có những ông trùm mafia bằng tiền, gái để mua quyền lực. Từ quyền lực lại đẻ ra lợi nhuận, không phải theo nguyên tắc nào của pháp luật. Giờ đây, Dương Công Minh cùng với lại Đặng Văn Thành đã tìm được thêm một thế lực mới, đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cùng với những mối quan hệ đó đã có với lại quân đội. Và việc ngăn cản Dương Công Minh chiếm đoạt tài sản của nhà nước với giá rẻ mạt càng là một điều không thể.